Bà Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Bà Sa Đức Huy hôm nay lại trở lại vườn Trung Lương. Một thời gian ngắn mà chứng kiến một cây thị quý của chú đang xanh tốt. Một cây thị quý thưa quý vị. Đây là tổng thể cây này. Thì cây thị vừa rồi chú Lương đấy đã sắm một cái bể quế mấy chục triệu để vào một cái tác phẩm thị để quý của chú. Một cây thị rất quý trong vườn chú Lương. Cây hiện nay cao khoảng 1,5 m, 1,6 m gì đấy. Cao được 1,9 m. 1,9 m ạ. 1,9 m. Ở đây, đây chú Xu Lương này, chủ vườn này. Xin chào anh em nhé. Xin chào khán giả yêu cây trên cả nước. Một cái tác phẩm thị này rất là đẹp của chú. Đông con nhiều cháu nhỉ. Trông thân chính thì thân trực nhỉ. Hiên ngang. Cái này có hình dáng có giống chủ nhân không? À, chú? Cũng hơi giống giống. Không nhỉ, trông hiên ngang. Bên cạnh thì đông con nhiều cháu. Này, thưa quý vị, một cái thị. Cái thị dáng quần thụ. Một thân chính này, thân thứ hai nhỏ hơn này, rồi xung quanh những thân nhỏ hơn nữa. Cái thị này vừa rồi cũng có khách giả chú rất nhiều tiền nhưng mà chú chưa cho ra. À, một cái cây tâm đắc của chú. Cái mai yên tử này rất nhiều này. Cây xanh làm điền. Mỗi lần xuống lại nhìn cái nu này lại thích này. Đấy, gần ngọn có cái nu to. Cái này đặc biệt ở cái đó. Tác phẩm chùa một cột này thưa quý vị này. Rất nhiều những cây bonsai, cây ngâu, cây ổi rất nhiều này. Còn xa xa kia có hai tác phẩm sung. Rất đẹp. Một cây sung dáng lão. Mọi người chiêm ngưỡng cái thân bệ của cây. Cây đang nằm ở cái bể khoảng 2 mét đấy, hơn 2 mét thưa quý vị. Một cây sung rất to, dáng bonsai. Tay bông đã được định hình rồi. Tuy chưa được mịn dày bông lắm nhưng mà về cơ bản là đã có hết đủ rồi. Chỉ làm cho mịn hơn thôi, dày hơn thôi. Một cốt sung cũng đã được ngồi chậu rất lâu rồi. Quý vị cứ nhìn cái chân bệ để quý vị hình dung ra. Đấy, những cái vết cắt này. Đã ra chân móng rất là đẹp rồi. Thì cây này cũng đã lên chậu rất lâu rồi. Kế bên là một cây sung nữa này. Cây này như chú đặt cái tên là thần tài gì đấy. Trong cái nu của cái thân này. Thưa quý vị này. Cái đặc biệt của cái thân cây cây này là cái lu này. Đấy. Chắc là trông như cái bụng ông thần tài này, chú đặt là ông thần tài. Ôi, quý vị nhìn này. Thân nó rất là dị. Thân nó uốn lượn. Có những cái lu nó làm cho thân méo.
và có những cái bệnh của cái rễ thân như thân. Cây xanh quê. Những cái tác phẩm hoa giấy thưa quý vị. Vườn thu lương rất nhiều những cây si này, hoa giấy rất nhiều. Rồi xa xa những phôi si này. Cây si này cũng rất là đẹp, nhưng mà cây si này đang lên rậm, khó quay thưa quý vị. Đây là cái phôi si đẹp của chú. Chất đẹp, form đẹp. Nó đang rậm thưa quý vị. Đây, những cây hoa giấy này. Đấy, xa xa là căn nhà biệt thự của chú. Đấy, đấy là tư gia của chú. Bác Sa Đức Huy sang cửa tư gia nhà chú Lương để quay cho quý vị xem cây đào tiên. Ui, một cây đào tiên này. Đếm không hết quả thưa quý vị. Cây chú vừa trồng để lấy quả mà vừa là làm bóng mát cho tư gia. Đẹp quá, bóng như cái ổ đẹp. Cây hoa giấy trồng ở cửa để trang hoàng cho căn biệt thự, nở hoa rất đẹp. Đấy, sân này, chung quanh này, một số cây bonsai này, những cây túc này, những cây túc bonsai. Đơn. Cây xanh quê nhưng mà rất nghệ thuật này thưa quý vị này. Thì bonsai Đức Huy xin phép chào quý vị nhé. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Bonsai Đức Huy để lại đi chia sẻ với vườn khác.